Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Blinken hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại về việc Trung Quốc hỗ trợ máy bay điều khiển từ xa cho Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 27 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của cả hai nước diễn ra nhằm đáp lại mối lo ngại ngày càng tăng của Hoa Kỳ liên quan đến các công ty Trung Quốc cung cấp chip và máy bay điều khiển từ xa cho mặt tư khoa, giúp tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Nga trong cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell đã thông báo với Quốc hội rằng sự hỗ trợ vật chất của Trung Quốc cho nỗ lực chiến tranh của Nga đến từ cấp lãnh đạo cao nhất. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gọi tắt là VOA đưa tin. Các cuộc tranh luận của Blinken với Vương sẽ diễn ra trước cuộc điện đàm theo lịch trình giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào cuối mùa thu năm nay. Đầu tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khẳng định rằng Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận do các quốc gia khác áp đặt để chấm dứt cuộc xâm lược kéo dài 31 tháng của Nga, đồng thời đặt câu hỏi về ý định của Trung Quốc và Brazil trong việc ủng hộ đàm phán với mặt tư khoa. Trong nhiều tháng, các quan chức Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc tích cực hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc cung cấp các thành phần quan trọng cho ngành quốc phòng của Nga. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Matthew Miller gần đây đã nói với VOA rằng Hoa Kỳ công khai thảo luận về những khác biệt của mình với Trung Quốc để bảo đảm cả hai nước ít nhất là hiểu được quan điểm của bên kia, ngay cả khi chúng ta không thể đạt được thỏa thuận. Ukraine bối rối vì công trình bí ẩn được dựng bên cạnh cầu Crimea. Quân đội Ukraine vẫn chưa thể giải quyết được bí ẩn đằng sau công trình được dựng dọc theo cầu Kerch ở Crimea bị Nga tạm chiếm. Những câu hỏi đang lan truyền trực tuyến về hình ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu phụ dường như đang được xây dựng song song với cây cầu ban đầu. Phát ngôn nhân của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk suy đoán rằng đây có thể là một công trình bảo vệ hoặc một lối đi nào đó, nhưng nói thêm rằng còn hơi sớm để đưa ra kết luận. Sẽ rõ ràng khi họ hoàn thành nó, ông cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Bảy, 28 tháng 9. Pletenchuk nói tiếp, và mùa này họ rất có thể sẽ không thể làm được điều đó bởi vì thời kỳ bão bắt đầu và theo đó sẽ rất khó để xây dựng một cái gì đó trong điều kiện như vậy. Cầu Kerch được gọi là cầu Crimea, là một phần cơ sở hạ tầng quan trọng nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch. Nó có tầm quan trọng chiến lược đáng kể vì có thể được sử dụng để vận chuyển giao thông và thiết bị vào Crimea từ đất liền Nga. Đầu tháng này, Artes, một nhóm du kích quân sự ủng hộ Kyiv gồm người Ukraine và người Tatar ở Crimea, cho biết cầu Kerch đang sống những ngày cuối cùng. Ngày 8 tháng 9, nhóm du kích do thiệt hại phải chịu, các thành phần cấu trúc của cây cầu đang xuống cấp, dẫn đến việc các bộ phận của nó bị vỡ vụn. Thái độ đối với tình trạng của nó ngày càng trở nên coi thường, không ai còn chú ý đến nó nữa. Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và hỏa xa dài 19 km vào tháng 10 năm 2022 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2023. Kyiv đã tuyên bố sẽ tấn công vào công trình này trong tương lai khi tìm cách chiếm lại bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Cuộc tấn công của Kyiv vào cây cầu vào tháng 7 năm 2023 đã làm hư hại tuyến hỏa xa quan trọng của cây cầu, trái ngược với tuyên bố của Nga vào thời điểm đó rằng cuộc tấn công chỉ ảnh hưởng đến phần đường bộ trên một số nhịp của công trình. Các bức ảnh vệ tinh mà Newsweek thu được cho thấy. Phát ngôn nhân của Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết vào tháng 4 rằng một cuộc tấn công khác vào cây cầu là không thể tránh khỏi. Sự việc này xảy ra khi Ukraine chuẩn bị nhận một gói quân sự mới, bao gồm bom chùm tầm trung, một loạt hỏa tiễn, pháo và xe thiết giáp trị giá 375 triệu đô la, bao gồm cả đạn dược cho hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao hiệu quả cao, gọi tắt là HIMARS. Hoa Kỳ công bố gói viện trợ quân sự tức thời mới nhất vào ngày 25 tháng 9, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm nước này để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các quan chức khác của Hoa Kỳ. Для
Kyiv phát động cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hàng loạt vào Nga một ngày sau cảnh báo hạt nhân của Putin. Chính quyền Nga cho biết Kyiv đã bắn máy bay điều khiển từ xa vào các khu vực của Nga sát với Ukraine trong các cuộc tấn công sau khi Vladimir Putin đề xuất muốn thay đổi tiêu chuẩn để mặc tư khoa sử dụng vũ khí hạt nhân. Thường không nhận trách nhiệm trực tiếp, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào các cơ sở quân sự của Nga để gây tổn hại đến cỗ máy chiến tranh của mặc tư khoa. Những sự việc mới nhất xảy ra hôm thứ Sáu 27 tháng 9 sau khi Putin tăng cường giọng điệu về vấn đề hạt nhân của Điện Cẩm Linh, nhà độc tài Nga, sau khi ông tuyên bố rằng mặc tư khoa có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một loạt vụ phóng hỏa tiễn hoặc máy bay điều khiển từ xa qua biên giới quốc gia. Thống đốc Orion của Nga, Andriy Klitschko, cho biết một số máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, theo kênh Astra Telegram. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng 37 máy bay điều khiển từ xa đã bị phá hủy trên vùng Belgorod, Kursk và Bryansk, giáp biên giới Ukraine. Họ không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào, bất kể có các vụ nổ kinh hoàng và các vụ hỏa hoạn lớn. Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Hơn 15 máy bay điều khiển từ xa đã được phát hiện gần thủ đô, 10 trong số đó đã bị phòng không bắn hạ. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv cho biết, một báo động không kích ở thủ đô Ukraine đã vang lên trong 5 giờ với các vụ nổ ở một số quận của thành phố cũng như ở Kyiv. Theo tờ báo trực tuyến tiếng Anh của Ukraine, The Kyiv Independent, tuyên bố của Putin về học thuyết hạt nhân của Nga đã làm dấy lên suy đoán về ý định của mặc tư khoa khi cuộc chiến mà nước này bắt đầu ở Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Putin cho biết mặc tư khoa vẫn có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga và Belarus. Tuy nhiên, theo các đề xuất mới, người Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ có thông tin về một vụ phóng hỏa tiễn hoặc máy bay điều khiển từ xa ồ ạt qua biên giới quốc gia của họ. Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Nga hôm thứ Năm 26 tháng 9 rằng bất kỳ hành động xâm lược nào của một quốc gia không có vũ khí hạt nhân nhưng có sự tham gia của một quốc gia hạt nhân đều được coi là cuộc tấn công chung của họ vào Nga. Mặc tư khoa đã nhiều lần sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá rằng việc sử dụng vũ khí này trên chiến trường là không có khả năng. Không có khung thời gian nào được đưa ra cho những thay đổi về học thuyết hạt nhân, nhưng nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã cáo buộc mặc tư khoa tống tiền hạt nhân và cho biết các công cụ đe dọa thế giới của nước này sẽ không hiệu quả. Ukraine sẽ nhận được hệ thống phòng không Patriot mới trong gói 7,9 tỷ đô la của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng không Patriot bổ sung như một phần của gói hỗ trợ mới trị giá 7,9 tỷ đô la. Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm thứ Năm 26 tháng 9 rằng Ukraine cũng sẽ nhận thêm hỏa tiễn Patriot, các thiết bị phòng không và máy bay đánh chặn khác, máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn tầm xa và đạn dược không đối đất. Tổng thống Biden cho biết hỗ trợ quân sự là một phần của gói hỗ trợ nhằm giúp Ukraine bảo vệ các thành phố và người dân của nước này. Lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã đồng ý gửi cho Kyiv hệ thống hỏa tiễn đất đối không Patriot có thể tấn công vào máy bay, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phân bổ toàn bộ số tiền hỗ trợ an ninh còn lại đã được phân bổ cho Ukraine vào cuối nhiệm kỳ của tôi, Tổng thống Biden cho biết trong tuyên bố. Tổng thống Biden cho biết thêm rằng sẽ có việc mở rộng đào tạo cho phi công F-16 của Ukraine, tăng cường hỗ trợ an ninh cũng như các biện pháp chống lại hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền của Nga, bằng cách hợp tác với các đồng minh để phá vỡ mạng lưới tiền điện tử toàn cầu. Viện trợ cũng bao gồm lô hàng đầu tiên của vũ khí chung, đó là các quả bom lượn dẫn đường chính xác có tầm bắn lên tới 130 km, có thể được thả từ các chiến đấu cơ. Tổng thống Biden nói thêm rằng,
ông sẽ triệu tập một cuộc họp cấp lãnh đạo của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới. Trong bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn chính quyền Tổng thống Biden vì đã tìm ra cách phân bổ số tiền viện trợ an ninh còn lại cho Ukraine và bảo đảm rằng quyền hạn của Tổng thống không hết hạn vào cuối năm tài chính của Hoa Kỳ. Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ vì đã mở rộng các chương trình huấn luyện F-16, cũng như các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ được áp dụng để hạn chế hơn nữa khả năng tài trợ cho hành động xâm lược của Nga. Zelensky sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Tổng thống Biden, Quốc hội và các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ, và ông nói rằng nó sẽ chấm dứt cuộc chiến do Vladimir Putin phát động. Nhà lãnh đạo Ukraine có thể sẽ yêu cầu tăng đáng kể viện trợ quân sự của Hoa Kỳ, cũng như yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công tầm xa vào Nga. Leo Hartwell, một cộng sự cao cấp tại tổ chức tư vấn LSE Ideas thuộc Trường Kinh tế London tại thủ đô nước Anh, đã phát biểu với Newsweek rằng Ukraine sẽ xin phép Hoa Kỳ để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, một yêu cầu mà Washington vẫn chưa muốn chấp thuận vì lo ngại leo thang. Tuy nhiên, đối với Ukraine, các cuộc không kích này là cần thiết để làm suy yếu khả năng chiến tranh của Nga và đưa cuộc chiến trở lại với công chúng Nga, qua đó tăng áp lực nội bộ buộc Putin phải tìm cách chấm dứt cuộc xâm lược, Hartwell nói thêm. Đồng minh của Putin cảnh báo phương Tây về nguy cơ thảm họa hạt nhân. Dmitry Medvedev, đồng minh lâu năm của Putin đã vạch ra chính sách răn đe mới của đất nước đối với sự xâm lược của phương Tây, đồng thời cảnh báo rằng hành động khiêu khích của Ukraine và các đồng minh có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân, trong một trong những lời đe dọa rõ ràng nhất từ Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Bình luận của chính trị gia này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin rằng các hạn chế đối với việc Kyiv sử dụng vũ khí phương Tây sẽ sớm được dỡ bỏ. Medvedev, người trước đây đã từng giữ chức Tổng thống và Thủ tướng và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, đã đưa ra những phát biểu này hôm thứ Năm 26 tháng 9. Ông ta cảnh báo rằng chế độ tân phát xít của Ukraine được các đồng minh phương Tây tiếp tay đang đẩy thế giới tới một thảm họa hạt nhân. Bình luận của ông tương tự như bình luận của Putin khi ông tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ xem xét các điều kiện mà đất nước có thể sử dụng để triển khai kho vũ khí hạt nhân của mình. Ông Putin cho biết, những hướng dẫn cập nhật này sẽ coi hành vi xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân, là cuộc tấn công chung của họ vào Liên bang Nga. Mọi người đều hiểu, chúng ta đang nói đến những quốc gia nào, Medvedev nói, ám chỉ rõ ràng đến Ukraine, quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng được Hoa Kỳ, quốc gia có vũ khí hạt nhân cũng như Pháp và Anh hỗ trợ. Putin nói tiếp rằng, các tiêu chuẩn rộng hơn cũng sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công lớn nào bằng hỏa tiễn, máy bay hoặc máy bay điều khiển từ xa trên lãnh thổ Nga đều đáng bị đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, là điều mà Medvedev cho biết sẽ làm nguội đi sự nhiệt tình của những đối thủ vẫn chưa mất đi ý thức tự bảo vệ mình. Chính sách cập nhật này cũng sẽ coi Belarus, một đồng minh của Mạc Tư Khoa, là quốc gia nằm trong phạm vi bảo vệ hạt nhân của Nga. Và bất kỳ cuộc tấn công nào vào quốc gia này đều được coi là hành động khiêu khích hạt nhân nhằm vào chính Mạc Tư Khoa. Newsweek đã trao đổi với Mariana Budirin, cộng tác viên nghiên cứu cao cấp tại trung tâm Belfort thuộc trường Harvard Kennedy, về những thay đổi trong chính sách hạt nhân của Nga và tác động mà điều này có thể gây ra đối với cuộc xung đột. Budirin cho biết, mặc dù khác với các học thuyết trước đây, thông báo mới nhất này không đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Nga. Nó đơn thuần chỉ là phản ứng hốt hoảng của Điện Cẩm Linh trước viễn tượng Hoa Kỳ và Anh Quốc tiến gần đến việc cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga. Tuyên bố mới nhất của Putin chứa đầy những thuật ngữ mơ hồ như mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với chủ quyền của chúng ta hay các cuộc tấn công lớn của các kẻ thù của Nga. Đó là những thuật ngữ mà bà cho là thiếu định nghĩa chính xác. Điều đó có nghĩa chính xác là gì? Ai có thể định nghĩa thế nào là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia? Tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk gần 2 tháng nay có phải là đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của Nga không?
Tuyên bố của cả Medvedev và Putin đều trùng khớp với nỗ lực của Kyiv nhằm xin phép triển khai vũ khí tầm xa của phương Tây nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Ukraine từ lâu đã kêu gọi nới lỏng những hạn chế này khi Volodymyr Zelensky trước đây gọi đây là một quyết định có thể ngăn chặn sự tiến công của Nga vào nước này. Tổng thống Ukraine đang có chuyến thăm Hoa Kỳ vào tuần này và chủ đề về các cuộc tấn công tầm xa có thể là chủ đề chính trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Joe Biden vào thứ Năm. Trong đó, Zelensky cũng có kế hoạch công bố kế hoạch chiến thắng của mình cho cuộc xung đột. Buterin nói với Newsweek rằng thời điểm Putin đưa ra thông báo cho thấy đây là phản ứng hốt hoảng trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Zelensky. Các báo cáo cho biết Hoa Kỳ và các nước Âu Châu khác sẽ chấp nhận những yêu cầu này, khiến Mạc Tư Khoa vô cùng phẫn nộ. Họ cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ khiến các đồng minh của Ukraine trở thành mục tiêu hợp pháp cho hành động trả đũa trực tiếp. Kyiv chỉ trích quảng cáo bầu cử của Georgia mô tả Ukraine bị đánh bom. Hôm thứ Bảy 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên án một loạt quảng cáo chính trị do đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia tung ra trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10, trong đó mô tả cảnh các thành phố của Ukraine bị tàn phá. Các tấm biển quảng cáo lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố vào thứ Năm, tạo sự tương phản giữa hình ảnh đen trắng về cơ sở hạ tầng bị phá hủy của Ukraine với hình ảnh đầy màu sắc về cuộc sống bình thường ở Georgia bên cạnh khẩu hiệu "Hãy nói không với chiến tranh, hãy chọn hòa bình". Những bức ảnh chụp nhanh về sự tàn phá được bổ sung bằng các logo bị gạch chéo của các đảng đối lập cho thấy Giấc mơ Georgia muốn thuyết phục cử tri rằng các đảng đối lập sẽ dẫn dắt đất nước vào cuộc chiến với Nga. Bộ này cho biết người dân Georgia không cần phải sợ một cuộc chiến tranh mới miễn là Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế không sử dụng chiến tranh ở Ukraine cho mục đích chính trị nội bộ. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha cho biết Ukraine lên án và coi việc sử dụng hình ảnh trong quảng cáo chính trị về hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tàn khốc của Nga chống lại Ukraine, nỗi đau khổ và máu của hàng ngàn người vô tội, việc phá hủy các đền thờ, nhà thờ và di sản văn hóa của nhân loại là không thể chấp nhận được. Tổng thống Georgia Salome Zurabishvili cũng chỉ trích chiến dịch này. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đáng xấu hổ và xúc phạm đến văn hóa, truyền thống, lịch sử và đức tin của chúng tôi như vậy, Zurabishvili nói. Lãnh đạo đảng đối lập vì Georgia, Georgi Gakaria gọi chiến dịch này là ghê tởm. Trong nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng mọi cách, đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia đã phát động chiến dịch ghê tởm khi gắn kết nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine với khả năng giành chiến thắng của phe đối lập ở Georgia. Ông nói, đất nước sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 10 và các cuộc thăm dò cho thấy Giấc mơ Georgia có khả năng là đảng giành được nhiều phiếu nhất. Đảng này đã tuyên bố sẽ trừng phạt những người phản đối bằng cách cấm hầu như tất cả các đảng khác. Ukraine phát hiện Stalin trên máy bay điều khiển từ xa Sahi của Nga bị bắn hạ. Theo một báo cáo của phương tiện truyền thông Ukraine, Nga đã lắp đặt thiết bị đầu cuối Stalin vào máy bay điều khiển từ xa Sahi do Iran thiết kế. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bản nâng cấp mới nhất cho máy bay điều khiển từ xa Kamikaze phá hoại lâu nay, vẫn được sử dụng chống lại các thành phố của Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa tấn công Sahi-136 được trang bị Starlink trong các cuộc tấn công trên không vào hai đêm thứ Ba và thứ Tư. Hãng tin Defense Express của Ukraine đưa tin. Sáng sớm thứ Tư, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã đánh chặn được 28 trong số 32 máy bay điều khiển từ xa Sahi được phóng từ các khu vực Kursk và Krasnodar của Nga. Không quân Ukraine đã từ chối trả lời trực tiếp về phát hiện được báo cáo về Starlink bên trong một máy bay điều khiển từ xa Sahi khi được Newsweek tiếp cận. Nhưng cho biết các chuyên gia Ukraine đang nghiên cứu các mục tiêu bị phòng không bắn hạ. Họ cho biết các nhóm Ukraine
đang điều tra những thay đổi đối với thiết kế máy bay điều khiển từ xa của Nga vẫn chưa nhận được xác máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ. Kyiv phụ thuộc rất nhiều vào khả năng truy cập Internet của Starlink để liên lạc trên chiến trường và kiểm soát đội máy bay điều khiển từ xa khổng lồ của Ukraine. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết vào tháng 2 rằng lực lượng Nga đã sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink dọc theo tiền tuyến, đặc biệt là lữ đoàn dù độc lập số 83 của Nga, mà họ cho biết là đang hoạt động ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine vào thời điểm đó. Andriy Yusov, phát ngôn nhân của cơ quan tình báo quân sự GRU của Ukraine, khi đó đã nói với truyền thông Ukraine rằng việc Nga sử dụng Starlink đang trở nên có hệ thống. Starlink thuộc sở hữu và được điều hành bởi công ty hàng không vũ trụ SpaceX của doanh nhân Elon Musk và chiếm một tỷ lệ lớn các vệ tinh đang hoạt động. Musk đã kịch liệt phủ nhận việc Starlink đang được bán cho Nga. Đầu năm nay, SpaceX tuyên bố rằng họ không làm ăn dưới bất kỳ hình thức nào với chính phủ Nga hoặc quân đội nước này. Starlink không hoạt động tại Nga, nghĩa là dịch vụ sẽ không hoạt động tại quốc gia đó. Công ty cho biết trong một tuyên bố, SpaceX chưa bao giờ bán hoặc tiếp thị Starlink tại Nga, cũng như chưa bao giờ vận chuyển thiết bị đến các địa điểm tại Nga. Nếu các cửa hàng tại Nga tuyên bố bán Starlink để phục vụ tại quốc gia đó, họ đang lừa đảo khách hàng của mình. Công ty cho biết thêm, nếu SpaceX biết được thiết bị đầu cuối Starlink đang được một bên bị trừng phạt hoặc không được phép sử dụng, chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại và thực hiện hành động vô hiệu hóa thiết bị đầu cuối nếu được xác nhận. Phát ngôn nhân của Điện Cẩm Linh cho biết vào tháng 2 rằng Starlink không phải là hệ thống được chúng tôi chứng nhận và do đó không thể được sử dụng chính thức theo bất kỳ cách nào. Nhưng vào tháng 5, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách vũ trụ tại ngũ giác đài John Plum đã nói với Bloomberg rằng Hoa Kỳ đang tích cực hợp tác với chính phủ Ukraine và SpaceX để chống lại việc Nga sử dụng trái phép các thiết bị đầu cuối Starlink. Vào thời điểm này, chúng tôi đã thành công trong việc chống lại việc sử dụng của Nga, Lâm nói thêm vào thời điểm đó. Nhưng tôi chắc chắn rằng Nga sẽ tiếp tục cố gắng và tìm cách khai thác Starlink và các hệ thống truyền thông thương mại khác. Ông cho biết việc Nga sử dụng Starlink sẽ tiếp tục là một vấn đề. Mặc tư khoa đã sử dụng rộng rãi máy bay điều khiển từ xa Sahi do Iran thiết kế và các phiên bản do Nga sản xuất, được gọi là máy bay điều khiển từ xa Geran, để tấn công Ukraine trong suốt hơn 2 năm rưỡi của cuộc xâm lược toàn diện. Sahi được biết đến với tiếng vo ve đặc trưng. Chúng có khả năng mang đầu đạn thả từ trên cao hoặc phát nổ khi đến mục tiêu dự định. Một khi bị phát hiện, chúng có thể tương đối dễ bị Ukraine bắn hạ, thường bằng súng máy cỡ lớn hoặc súng phòng không tự hành. Nhưng phát hiện chúng thường là thách thức lớn nhất. Nga trước đây đã nâng cấp máy bay điều khiển từ xa Sahi, bao gồm sử dụng vật liệu hấp thụ radar và sơn đen để khiến các UAV tấn công này khó bị lực lượng Ukraine phát hiện hơn. Hỏa tuyến Nga tấn công đồn cảnh sát ở Kryvyi Rih, giết chết 3 người, làm bị thương 6 người. Hôm thứ Bảy 28 tháng 9, Thống đốc Sergei Lysak báo cáo rằng một hỏa tuyến của Nga đã tấn công vào một sở cảnh sát quận ở thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Ông cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và ít nhất 6 người đàn ông bị thương. Ông nói thêm rằng có thể còn 3 người nữa bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lysak đưa tin, thi thể một phụ nữ và một người đàn ông đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào khoảng 4 giờ 30 chiều giờ địa phương. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vẫn đang được tiến hành. Một vụ nổ được báo cáo ở Kryvyi Rih ngay sau khi có cảnh báo không kích. Kryvyi Rih với dân số khoảng 660.000 người là thành phố lớn thứ hai ở Dnipropetrovsk Oblast. Nơi đây đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công chết người của quân đội Nga kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra. Ít nhất 53 người đã bị thương trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kryvyi Rih vào ngày 8 tháng 7. Chính quyền địa phương cho biết cuộc tấn công cũng khiến 10 người thiệt mạng. Thanh tra viên phủ nhận báo cáo về thỏa thuận trao đổi trẻ em giữa Ukraine và Nga do Qatar làm trung gian. Hôm thứ Bảy, 28 tháng 9, thanh tra viên Ukraine Dmytro Lubinets cho biết Kyiv không tiến hành cuộc trao đổi trẻ em với mặc tư khoa do Qatar làm trung gian. Lubinets bác bỏ báo cáo của AFP, trích lời một quan chức Qatar giấu tên tuyên bố rằng
9 trẻ em và 1 người lớn đã trở về Ukraine, trong khi 4 trẻ em sẽ được đoàn tụ với gia đình ở Nga theo thỏa thuận. Theo thanh tra viên, không có thỏa thuận nào được thực hiện giữa hai nước, và các báo cáo này đang khuyến khích các câu chuyện của Nga. Cô ta đã đóng vai trò trung gian giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa để đưa trẻ em Ukraine bị Nga giam giữ bất hợp pháp trở về. Lubinets cho biết, luật nhân đạo quốc tế không có quy định về quá trình trao đổi trẻ em. Ukraine không bắt cóc và giam giữ trẻ em Nga trên lãnh thổ của mình, cũng như không ngăn cản việc đưa các em trở về Nga nếu các em ở trên lãnh thổ của chúng tôi, ông nói thêm. Theo cơ sở dữ liệu Children of War, hơn 19.500 trẻ em đã được xác nhận là bị Nga bắt cóc kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, và chỉ có chưa đến 400 trẻ được trở về nhà. Tình báo Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro khi cho phép Ukraine tấn công tầm xa, New York Times đưa tin. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Nga có thể đáp trả bằng vũ lực mạnh hơn, có khả năng bao gồm các cuộc tấn công gây chết người vào Hoa Kỳ và các đồng minh, nếu Ukraine được phép sử dụng hỏa tiễn tầm xa do Hoa Kỳ, Anh và Pháp cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tờ New York Times đưa tin. Hãng tin này đã trích dẫn một đánh giá chưa từng được đưa tin trước đây, trong đó cũng hạ thấp tác động chiến lược mà những hỏa tiễn tầm xa này có thể gây ra đối với cuộc chiến, đồng thời đề cập đến nguồn cung hạn chế của Ukraine và sự không chắc chắn về số lượng quốc gia phương Tây có thể cung cấp những hỏa tiễn này. Phân tích này nhấn mạnh những rủi ro đáng kể và lợi ích không chắc chắn của quyết định hiện nằm trong tay Tổng thống Joe Biden sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tháng 9. Các quan chức Mỹ nói với tờ New York Times rằng khó khăn trong việc ra quyết định của Tổng thống Biden về yêu cầu cung cấp hỏa tiễn tầm xa của Ukraine một phần bắt nguồn từ những lo ngại mà tình báo Hoa Kỳ nêu bật. Zelensky đã thúc đẩy cả công khai và riêng tư để xin phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn tiên tiến. Vladimir Putin thường xuyên sử dụng các mối đe dọa để ngăn chặn Hoa Kỳ và các đồng minh gửi vũ khí tinh vi hơn tới Ukraine. Những người chỉ trích cho rằng chính quyền Tổng thống Biden đã quá thận trọng, tuyên bố đường lối chậm chạp. Gia tăng dần dần của họ trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine đã làm tổn hại đến hiệu suất của các vũ khí tiên tiến trên chiến trường. Ngược lại, những người ủng hộ chiến lược hiện tại chỉ ra hiệu quả của nó trong việc tránh sự trả đũa lớn của Nga, mặc dù họ thừa nhận rằng sự cân bằng này hiện có thể bị đe dọa. Đánh giá tình báo phát thảo một loạt các phản ứng tiềm tàng của Nga nếu Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng hỏa tiễn do họ cung cấp. Những phản ứng này có thể bao gồm các hành động phá hoại và đốt phá gia tăng nhắm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Âu Châu, và thậm chí là các cuộc tấn công có khả năng gây tử vong vào các cơ sở quân sự thuộc về Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này. Theo các quan chức Hoa Kỳ, hầu hết các vụ phá hoại ở Âu Châu cho đến nay đều do cơ quan tình báo quân sự Nga, gọi tắt là GRU, giàn dựng. Nếu Putin quyết định leo thang chiến dịch bí mật này để đáp trả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn sâu bên trong lãnh thổ Nga, các quan chức tin rằng Điện Cẩm Linh có thể sẽ tiếp tục hoạt động trong bóng tối, tránh các cuộc tấn công trực tiếp và công khai vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ và Âu Châu để ngăn chặn việc gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.